Thưa quý vị và các bạn, như VTC phản ánh, việc tuyến vận tải hành khách cố định từ Quảng Yên đi Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hoạt động kém hiệu quả sau đại dịch COVID-19 là cơ sở để các đơn vị kinh doanh trên tuyến này đề xuất với Sở Giao thông Vận tải tỉnh chuyển sang hoạt động bằng xe buýt. Việc chuyển đổi này trong phương án được xây dựng là để tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp hành khách có nhiều sự lựa chọn trong việc di chuyển trên tuyến đường dài gần 90 km. Vậy các địa phương có tuyến xe buýt này đi qua và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã nói gì về vấn đề này? Theo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, sau khi các tuyến vận tải hành khách cố định dừng hoạt động, việc đi lại của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi di chuyển về Hạ Long, Bãi Cháy hay Quảng Yên. Sau khi nghiên cứu phương án chuyển đổi hình thức tổ chức vận tải hành khách theo tuyến cố định sang hình thức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên tuyến liên vị bến xe Quảng Yên, bến xe Cái Rồng, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành văn bản 2315 vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, trong đó nhất trí với các nội dung trong phương án. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn cũng khẳng định việc mở thêm tuyến buýt mới sẽ góp phần kết nối các tuyến vận tải, tạo hoạt động giao thương hàng hóa và quan trọng giúp người dân, khách du lịch có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc di chuyển tới Vân Đồn để phát triển du lịch. Có một số phương tiện thì hiện nay cũng đã tạm dừng hoạt động hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác. Do đó cái việc mà chuyển đổi sang cái hình thức tuyến xe buýt liên vị Cái Rồng thì hiện nay sẽ phục vụ cho cái nhu cầu đi lại cho người dân để phát triển về vấn đề về kinh tế, xã hội và thúc đẩy cho việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện, bởi vì do nhu cầu hiện nay đối với người dân khi mà tham gia hoạt động tuyến xe buýt là rất là lớn. Còn theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, sau khi vận tải hành khách tuyến cố định hoạt động không hiệu quả thì việc chuyển đổi hình thức hoạt động bằng xe buýt thực tế là rất cần thiết, bởi lẽ trước đây tuyến Vân Đồn Quảng Yên có khoảng 60 lượt xe khách mỗi ngày thì nay chỉ còn vài chuyến nên không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Sở Giao thông ấy thì xét thấy cũng có cơ sở. Thứ nhất cái chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải là cũng khuyến khích chuyển đổi cái tuyến cố định mà cự ly dưới 100 km thì sẽ khuyến khích chuyển đổi thành cái tuyến xe buýt. Cái thứ hai ấy là cũng xuất phát từ cái việc là kiến nghị của doanh nghiệp ấy, là khó khăn trong hai cái năm vừa rồi COVID, cho nên là cái công việc khó khăn cũng đề nghị với sở là quan tâm có cái giải pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp tồn tại và duy trì sản xuất kinh doanh. Cũng theo ông Minh, hiện Sở Giao thông Vận tải đang xin ý kiến các địa phương có tuyến buýt đi qua, sau đó sẽ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xin ý kiến chỉ đạo cụ thể. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý, phát triển thì cần phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ông Minh cho rằng sẽ điều chỉnh, hạn chế tới mức tối đa việc mở tuyến buýt mới dẫn đến chung với tuyến buýt hiện hữu. Không có quy định nào về cái việc mà phải trùng tuyến tối thiểu là bao nhiêu hay là tối đa là bao nhiêu. Thì chúng tôi phải căn cứ vào cái nhu cầu thị trường, căn cứ vào cái tình hình hoạt động của các cái doanh nghiệp để mình thiết kế tuyến làm sao mà đảm bảo hài hòa cái việc kinh doanh của các cái doanh nghiệp trên địa bàn. Quảng Ninh thì có hơn 500 danh lam thắng cảnh được di tích và được xếp hạng. Trong đó thì các hệ thống cao tốc được kết nối hạ tầng giao thông một cách đồng bộ. Với phát triển kinh tế mạnh mẽ, du lịch phát triển với mục tiêu đẳng cấp thì giao thông công cộng buýt văn minh hiện đại, đầu tư bài bản, tiện lợi sẽ là một điểm cộng trong phát triển về kinh tế và du lịch. Phương tiện công cộng văn minh hiện đại đồng bộ sẽ là một hình ảnh tốt đối với du khách thập phương khi đến với Quảng Ninh và du lịch. Mở tuyến buýt mới thay thế tuyến vận tải hành khách cố định hoạt động không hiệu quả rõ ràng là việc rất cần thiết để người dân có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc di chuyển, tạo công ăn việc làm cho người lao động và quan trọng nhất đó là thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Một số hãng hàng không Việt Nam, trong đó có Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco đã phối hợp với các cảng hàng không bắt đầu triển khai dừng kiểm tra thẻ hành lý tại lối ra các nhà ga đến nội địa. Việc này nhằm tiết kiệm về thời gian, giảm bớt thủ tục, tạo luồng di chuyển ra về thông thoáng cho hành khách.
Hàng không quốc gia cho biết sẽ cung cấp miễn phí nêm thác cho khách tại quầy làm thủ tục. Khách cũng có thể tạo điểm nhấn bên ngoài vali của mình như dán một nhãn dán lớn hoặc là buộc một dải ruy băng màu để giúp nhận ra hành lý của mình từ xa. Hãng khuyến cáo khách nên tự kiểm tra hành lý của mình thêm một lần nữa trước khi rời khỏi sân bay để đảm bảo lấy đúng, tránh lấy nhầm đồ của người khác. Không kiểm tra thẻ hành lý ký gửi tại ga đến đã được triển khai từ lâu tại các sân bay quốc tế trên thế giới. Tại Việt Nam, thực tế việc dừng kiểm tra thẻ hành lý đến ở ga nội địa đã từng được một số hãng hàng không triển khai trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng nếu dừng kiểm tra thẻ hành lý tại các lối ra có thể dẫn tới tình trạng tìm kiếm hành lý thất lạc cũng bị khó khăn hơn. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Ngay từ đầu tháng 7, nhiều đơn vị lữ hành đã chào bán các tour cho kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với nhiều ưu đãi. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, do đổ dồn đi du lịch vào dịp hè vừa qua, nên lượng du khách trong dịp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh có dấu hiệu chững lại. Thủ đô Hà Nội có vẻ là lựa chọn nhiều của du khách trong dịp này. Sau thời gian dài dịch bệnh, thời điểm du lịch bắt đầu mở cửa, người dân đổ xô người người nhà nhà đi du lịch. Cao điểm là dịp hè tháng 4, 5, 6, lượng khách du lịch nội địa đã bằng với thời điểm trước dịch. Đến nay, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, mặc dù được nghỉ 4 ngày, nhưng các đơn vị lữ hành cho biết lượng khách không còn quá đông. Cái kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 thì cái lượng khách nó không quá đông so với các kỳ nghỉ khác. Đối với khách ở thị trường Hà Nội, thì mà đi các cái điểm khác thì họ cũng chỉ chủ yếu tập trung vào một số những cái tuyến điểm như là đi Mộc Châu, đi Sapa, đi Hà Giang và Cao Bằng. Đó là cái thời điểm mà khách họ tự lái xe họ đi không 2 đến 3 ngày thôi để về chuẩn bị cái kỳ học năm học mới cho con cái. Cái lượng khách để mà đi cái dịp mùng 2 tháng 9 thì nó cũng có vẻ hơi chững lại một chút. Chững lại ở đây trên tinh thần là vừa kiểm tra lại cả những cái dịch vụ nó phải đạt đủ tiêu chuẩn cao cấp, không giống như cái thời điểm lúc bắt đầu mới vừa mở ra là cái nhu cầu người ta chỉ muốn là đi thôi. Nhưng đến bây giờ thì bắt đầu nó hơi chậm hơn một chút xíu, nó sẽ chững lại và khách hàng người ta sẽ yêu cầu ở cái mức, những cái mức gọi là dịch vụ nó sẽ phải ổn định hơn, tốt hơn cho so với cái thời điểm lúc bắt đầu mở lại. Với vé máy bay, nếu như từ tháng 5 đến cuối tháng 7, giá vé ở ngưỡng cao từ 5 đến 7 triệu đồng khứ hồi, tùy địa điểm và giờ bay, thì hiện tại mức giá này đã giảm khoảng 50 đến 60%. Tuy nhiên, các tour ngắn ngày, di chuyển bằng ô tô vẫn là lựa chọn thời điểm này. Đặc biệt là thủ đô Hà Nội, lượng khách đổ về nhiều hơn. Khách ở du lịch các tỉnh thì đến Hà Nội rất là đông. Ví dụ trong Sài Gòn, miền Tây hay miền Trung và đặc biệt các cái tỉnh Tây Bắc cũng vậy. Thì họ chọn cái thời điểm mùng 2 tháng 9 này vừa là sao? Vừa là đi du lịch, vừa về thăm bác, về thăm viếng bác tại Lăng Bác và thăm các bảo tàng di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì Hà Nội lại cái thị trường mà đón khách thì rất là đông. Cũng đã qua cái giai đoạn nghỉ hè rồi, thế nên là đi biển thì cũng số lượng khách mà đi biển cũng đã giảm đi. Và du khách đang chuyển hướng sang đi nghỉ dưỡng ở các cái vùng miền giống như kiểu là gọi là vùng miền núi như thứ. Và tính chất là nghỉ dưỡng cũng rất là nhiều. Trước những ý kiến cho rằng du lịch Việt Nam đã phục hồi, các công ty lữ hành cho rằng quá sớm để nói là phục hồi bởi vẫn còn quá nhiều điểm nghẽn. Cái mà thị trường khách du lịch ấm lên hay không thì còn nó phụ thuộc là một là cái vấn đề về dịch bệnh. Nếu kiểm soát tốt ở các quốc gia, cái thứ hai nữa là vấn đề về chính sách mở cửa của các quốc gia nó thật thông thoáng và họ đảm bảo họ mở, họ kiểm soát được dịch bệnh thì họ đảm bảo họ sẽ mở cửa hoàn toàn cho khách Việt Nam đi sang các nước cũng như là các nước đến với Việt Nam thì chúng ta mới nói câu chuyện là cái thị trường du lịch nó có ấm lên và nó khởi sắc hay không thôi. Giới chuyên gia nhận định cho dù kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 lượng khách không quá đông nhưng tới thời điểm trung tuần tháng 11, tháng 12 làn sóng du lịch nghỉ đông sẽ trở lại thúc đẩy du lịch nội địa phát triển.